Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros đến từ sorry mọi người, đây là một cái kèo sàn nhé. Mọi người đăng ký tài khoản trên sàn MyBiz Global thì mọi người cơ hội nhận được token đến từ sàn này. Thì đầu tiên mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Link nó sẽ dẫn đến mọi người một cái trang web như thế này. Thì mọi người sẽ bấm một chữ download cho mình. Ở đây mọi người sẽ download cửa hàng iOS hoặc cửa hàng trên CH Play, tải ứng dụng sàn này về cho mình nhé. Sau khi mọi người bấm vào chữ download thì nó sẽ hiện thế này. Vào đây mọi người bấm cài đặt cho mình. Sau đây bấm mở lên cho mình nhé. Ok, sau khi bấm mở lên thì vào đây mọi người bấm chữ chấp nhận cho mình ở đây nhé. Rồi, khi vào đây mọi người sẽ để ý có chữ MyBiz Global, bấm Eros, bấm vào đây cho mình. Thời gian sự kiện Eros này là còn 65 ngày nữa kết thúc nhá. Vào đây mọi người sẽ để ý như mình này. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ này, bấm trở lại này. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần Mi. Mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình, login hoặc sign up này. Ở đây các bạn chưa có tài khoản, các bạn bấm đăng nhập, đăng ký cho mình nhé, bấm email. Nhập email của mọi người sẽ nhập mật khẩu và bấm lúc đăng ký cho mình nhé. Bấm sign up này. Đấy, nhập email này. Rồi nhập mật email của mọi người vào đây. Nhập email xong các bạn bấm vào chữ send. Nó sẽ gửi một cái mã code về email của mọi người nhé. Bấm vào tôi đồng ý này. Đấy, mọi người sẽ vào email của mọi người này. Có phần cập nhật đây nhé. Mọi người bấm vào đây. Ok, ở đây thì hình như nó gửi vào hộp thư rác nhé. Mọi người bấm vào hộp thư rác này. Hoặc là mục spam đấy. Mà copy lại mã code này cho mình. Rồi, sau đó quay trở lại đây. Nhập cái mã code vào đây cho mình nhé. Ok, sau đó bấm sign up này. Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu cho mình. Rồi, bây giờ các bạn bấm confirm. Ok, như vậy là chúng ta đang đăng nhập thành công. Bây giờ bấm vào get it now. Hoặc là bấm x này, bấm vào đây được. Rồi, như vậy chúng ta đăng ký thành công nhé. Bây giờ bấm hộp thư này. Đấy, xong chúng ta sẽ bây giờ quay trở lại cho mình, bấm phần ví này. Mọi người thấy đấy nhá, mọi người sẽ nhận được 50 token MBG nhá. Đấy, ở đây thì kèo nó chưa bắt mọi người cần verify đâu. Đấy, bấm vào ghi đất đâu, ở đây nó bảo là hình như sao acti. Ở đây cái phần này là phần event nhá mọi người nhá. Ở đây thì anh em có thể vào đọc thông tin và stick này. Đấy, vào đọc thông tin nhá. Ok, nói chung là các bạn đăng ký, cần đăng ký và mọi người sẽ nhận được là 50 token MBG mọi người nhé. Thì cái kèo này thì hiện tại là còn đúng 65 ngày kết thúc sự kiện Eros này. Thì anh em tranh thủ đăng ký cho mình. Hiện tại thì kèo vẫn chưa bắt mọi người KYC nên mọi người cần đăng ký ngay cho mình nhé. Link đăng ký tài khoản cũng như tải app mình sẽ để cho phần mô tả cho mọi người. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào mọi người.